U23 Việt Nam thua đáng tiếc trên chấm luân lưu và đây là những tin tức bóng đá mới nhất ngày 29 tháng 3. Cập nhật kết quả các trận đấu tại lượt trận thứ hai vòng loại Euro năm 2024 diễn ra trong đêm qua và sáng nay. Đáng chú ý, Scotland bất ngờ giành chiến thắng 2-0 trước Tây Ban Nha nhờ sự tỏa sáng của cầu thủ thuộc biên chế Manchester United Scott McTominay. Bên cạnh đó, Latvia dễ dàng vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0. Và đêm ngày hôm qua, U23 Việt Nam bước vào trận đấu thứ 3 tại giải đấu Dubai Cup 2023 gặp U23 Kyrgyzstan. Hai đội hòa nhau trong 90 phút. Trên chấm luân lưu, U23 Việt Nam để thua chung cuộc 4-5 trước đối thủ và ngậm ngùi xếp hạng thứ 10 trên 10 đội tham gia giải đấu. Rashford bỏ lỡ hai trận đấu của đội tuyển Anh ở vòng loại Euro năm 2024 vì gặp chấn thương trong trận đấu với Fulham. Tuy nhiên, mới đây Rashford đã quay trở lại tập luyện và có thể sẽ kịp hồi phục để cùng với Quỷ Đỏ đối đầu với Newcastle tại vòng 30 ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 22:30 ngày 2 tháng 4 tới. Theo nhà báo Dù Mà Nổi chia sẻ, Chelsea, Manchester United và Paris Saint-Germain là những ứng cử viên hàng đầu và đang cực kỳ quyết tâm trong cuộc đua giành chữ ký của Osimhen